Trong các ngày 2 tháng 6 và 3 tháng 6, một số cơ quan báo chí đăng tin giá chỉ 13.000 đồng một lít, Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam, trong đó dẫn phát ngôn từ đại sứ Việt Nam ở Malaysia tại hội thảo xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công Thương đang có yêu cầu đề nghị đại sứ Việt Nam tại Malaysia có thông tin báo cáo làm rõ thêm về những nội dung đã trả lời báo chí. Theo Bộ Công Thương, Malaysia là nước sản xuất và xuất khẩu xăng dầu lớn. Chính phủ Malaysia không đánh các loại thuế đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước, thậm chí còn có chính sách trợ giá. Riêng việc giá xăng 13.000 đồng một lít của Malaysia hiện chỉ áp dụng đối với người dân bản địa. Còn mặt hàng xăng dầu xuất khẩu tại đây vẫn áp dụng bán theo giá thị trường chung của khu vực.